Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, mùng 5 tháng 8. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Bá Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Đào tạo tỉnh Đắk Nông. Phát động thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thêm một cháu bé tử vong do đuối nước ở Đắk Rồi Lấp. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm nay, mùng 5 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Bá Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Nông, thời gian bổ nhiệm 5 năm. Ông Lê Bá Cường từng trải qua công tác giảng dạy ở cơ sở và đảm nhiệm nhiều vị trí tại Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Nông. Trước khi được bổ nhiệm, ông Lê Bá Cường là Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Giáo dục mầm non thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông. Tại lễ bổ nhiệm, Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mong muốn, đồng chí Lê Bá Cường với cương vị, vai trò và trách nhiệm mới sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và nhiệt huyết hơn nữa để cùng ban lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu đề ra. Sáng mùng 5 tháng 8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12 với chủ đề tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, đợt thi đua cao điểm được thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, trong đó tập trung thi đua làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, và thi đua triển khai tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm gắn với tổng kết năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Trong từng nội dung thi đua sẽ gắn với các chỉ tiêu cụ thể để các cơ quan, đơn vị thi đua thực hiện đạt kết quả cao nhất. Chiều mùng 5 tháng 8, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố Gia Nghĩa tổ chức lễ bàn giao nhà chữ thập đỏ tháng nhân đạo năm 2024 cho gia đình ông Ca Gua có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Bon Nờ Riêng, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa. Cả hai ông bà Ca Gua đều đã già yếu, thường xuyên bệnh nặng. Hiện hai ông bà đang sống cùng người con trai út, gia đình thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Căn nhà được xây dựng theo hình thức cấp 4, có tổng diện tích gần 70 m2. Mái lợp tôn, nền lát gạch men, gồm một phòng khách, 3 phòng ngủ, tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà 125 triệu đồng, trong đó, trích từ quỹ hoạt động chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, do chi nhánh xăng dầu Đắk Nông tài trợ 80 triệu đồng và gia đình tự đối ứng 45 triệu đồng. Sáng mùng 5 tháng 8, tại tỉnh Gia Lai, ban chỉ đạo giải báo chí khu vực Tây Nguyên tổ chức trao thưởng cho các tác giả nhóm tác giả đoạt giải báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2023. Từ 250 tác phẩm dự giải với 4 loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, ban tổ chức đã chọn hơn 100 tác phẩm vào vòng trung khảo. Kết quả, có 22 tác phẩm đoạt giải, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Đắk Nông có 2 tác phẩm đoạt giải gồm loạt 3 kỳ báo điện tử nguồn lực nội sinh văn hóa Đắk Nông của nhóm tác giả báo Đắk Nông đoạt giải ba phong sự phát thanh điểu Dray người dệt niềm tin nơi phên dậu tổ quốc của nhóm tác giả đài phát thanh truyền hình Đắk Nông đoạt giải khuyến khích. Giải báo chí khu vực Tây Nguyên lần đầu tiên được tổ chức nhằm ghi nhận, động viên, khen thưởng các tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng tốt đăng tải năm 2023 viết về Tây Nguyên. Vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 4 tháng 8 tại thôn 6, xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rờ Lấp, một cháu bé sinh năm 2023 bị đuối nước tại hồ nước nhân tạo cạnh nhà. Theo gia đình nạn nhân, vào khoảng thời gian trên, bà Đê, mẹ của cháu bé mang thức ăn đi cho chó và vịt ăn tại hồ nước cạnh nhà. Cháu bé đi theo mẹ nhưng bà Đê không biết. Trong khoảng thời gian đó, cháu bé bị rơi xuống hồ nước nhưng không có ai phát hiện. Đến lúc bà Đê khóa cửa nhà đi ngủ thì mới phát hiện không thấy cháu bé trong nhà. Cả nhà đi tìm, trích xuất camera thì phát hiện cháu bé đi theo mẹ và đã chết đuối tại hồ nước cạnh nhà. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã có mặt thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.